tốt của đội tấn công khi đã đọc được bài của Dương Minh An. 3 điểm đến từ Triệu Án Minh, bóng đi vào rổ và khoảng cách là 5 điểm. Cú ném nhưng đó là phạm lóc đánh từ Tavarianic. Bóng cực tốt trong trận đấu với Inter Catfish. Bị cắt bóng, Dương Minh An. Cả một khoảng bầu trời bao la, anh Rick Trang Nguyên muốn alley-oop. Dương Minh An thì lại muốn có điểm. Đường truyền từ nhà đến trường và đây là Rick Trang Nguyên, có đan rổ hay không? Không thể thành công đến từ Rick Trang Nguyên. Dương Minh An lên rổ và đó là qua được sải tay dài của Mai Bell. Đỗ Xuân Nam qua được người, tình huống lên rổ nhưng đó lại là một pha block nữa dành cho Tavarenic, cắt bóng từ Hình Hải, bóng trả về cho Hunter Buffaloes. Alan Nguyễn vẫn đang chờ nhưng không ai theo kèm đinh tiến công, người cầm bóng và đó là sự trả thù đến từ đinh tiến công. Hình Hải đã qua được hai người, lên rổ và lại là một pha block nữa nhưng Mai Bell ở đó. Bị quàng lại là góc không độ, cú ném 3 điểm hơi là lạ nhưng đó lại là lạ. Đừng Vũ Quang vừa rồi người ghi tên mình trong cách 3 điểm là người vừa cướp được bóng đi Trang Nguyễn. Lần này thì sao? Lần này thì đã có một tình huống an toàn của thủ thủ số 2. Và tôi từ đó hoàn toàn là một tình huống từ người có thể có điểm. Và cuối cùng thì Sang Hit đã được cộng thêm 3 điểm. Đây Ngọc Tú, một pha block dành cho Lý Trang Nguyên và đây bóng tiếp tục dành cho Hunter Buffaloes. Ném bóng, đi tiến công. Có 3 điểm, một cú 3 điểm thứ 2 của đội tấn công trong trận. Ném 3 điểm đến từ Dương Minh An. Hơi vội rồi, nhưng bóng lại đi vào rổ. Rất may mắn. Đã hay rồi còn may. Có thể là một phong độ rất tệ của Hà Nội tại điểm này thì đúng rồi. Đội tuyển Phú Vinh rõ vậy là vẫn có điểm để chống đội tuyển Phú Vinh. Phản công nhanh sau 2 tình huống vừa qua được truyền. Lê Ngọc Tú một pha block đến từ đội tuyển Phú Vinh. Không dễ dàng đến như vậy. Đường truyền cho Triệu Hán Minh. Đây là Richard Nguyễn, đó là một cú 3 điểm thứ 3 của Richard trong trận đấu này. Tiền, một cú ném tầm trung nhưng là tương đối mạnh, dẫu vậy không ai bóc sao Team Well. Dương Minh An và Đức Kiên đang được trao cơ hội nhiều hơn. Team Well lại một lần nữa không ai bóc sao anh cả. Chưa đi vào rổ, không ai bóc sao cả nhưng đó là pha block dành cho Mai Bell. Tiếp tục bóng, để bóng lên đến gần close. Mai Bell được chuyển tốt, Hình Hải và có điểm cho Hình Hải. Nếu có thể đan rổ, đó là pha đan rổ. Đỗ Xuân Nam không muốn làm nạn nhân của Tavarenic. Quá đủ điều kiện để cho Tennis. Lê Ngọc Tú, Mai Bell qua được người và lên rổ dành cho Mai Bell. Mai Bell thậm chí qua những 4 người. Công Anh, một tình huống thì hại của Bách của Đức Anh và đó là tạo điều kiện cho